Blackpink trong đêm diễn cuối, Jennie và Fuzoba, Lisa F khiến máy quay cực ngã. Trong hai đêm diễn cuối cùng của World Romantic, một cô nàng Blackpink vừa quay hết mình với loạt khoảnh khắc mì nhú, lại có lúc lặng người xúc động khiến fan cũng rưng rưng. Câu nói kết thua của các cô gái được cư dân mạng tin rằng như một thông điệp liên quan đến lời nguyền 7 năm. Dù V hay ở lại EGM, Blackpink vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục đồng hành cùng Blink. Với sức chứa khoảng 25.000 khán giả, sân vận động mái vòm lớn nhất Hàn Quốc, bố chốc Stardome chính là nơi tổ chức concert trong mơ của rất nhiều các idol K-pop. Ngay cả khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên bước vào sân vận động mang tính biểu tượng này, Blackpink không khiến người hâm mộ toàn cầu thất vọng khi đốt cháy hai đêm diễn với năng lượng hùng tới nóc. Ở ngày đầu tiên, Jennie đã không nén được nước mắt khi đang trò chuyện cùng Blink. Cô cho biết bố chốc Stardome từng là ước mơ của cả nhóm vào thời điểm mới ra mắt, nên việc tổ chức concert tại chính nơi này sau nhiều năm khiến bốn cô gái rất xúc động. Không phải trang phục mang phong cách ballet core, ở đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lần này, Jennie mang đến outfit độc đáo với khăn voan trùm trong phần trình diễn solo. Người hâm mộ điêu đứng vì dáng vẻ ma mị của Jennie giống như cô dâu mà Emily trong phim hoạt hình The Cosplay. Ngày thứ hai tại Encore Concert Seoul, buổi diễn được bán vé dưới dạng online. Người xem tại nhà đã được fan hoang mang khi camera đột nhiên rơi xuống khi đang quay Lisa biểu diễn Money. Linh hài hước đùa rằng có lẽ đã quay phim cũng không thể chịu nổi sức nóng của main dancer Blackpink. Trước concert, tin đồn về chuyện Blackpink không tài ký hợp đồng với EGM khiến nhiều người hoang mang. Niềm lo ngại nhóm sẽ tan rã và concert khép lại tour bonding cũng là concert bốn mệt với kẻ. Tuy nhiên, câu nói kết thua của Jennie đã phần nào gieo hy vọng cho Blink, Blackpink sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và thể hiện như khía cạnh thật ngầu của tụi mình trong tương lai. Như vậy, bốn cô nàng nhà EG đã khép lại thành công tất cả 66 đêm diễn thuộc World Tour Bonding. Cũng là tour diễn có quy mô lớn nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc như K-pop.